Nên định chia sẻ cho mọi người coi con lịch sử nó lôi cuốn như thế nào. Vâng, chào cộng đàn, chào cha. Con Nguyễn Thị Hồng Oanh, năm nay 40 tuổi ạ, quê ở Nam Định. Dạ, con kinh doanh ạ. Dạ. Kinh doanh được có bị lo lắng sự đời được tiền bạc hay lôi cuốn không? Dạ, vâng, thưa cha và cộng đồng. Con năm nay 40 tuổi, con bỏ Chúa khoảng 20 năm ạ. Và con thì là nghe người tội lỗi lắm ạ. Ngày xưa con cũng học xong nghề nghiệp, học xong đại học Y Khoa, công tác ở ngoài miền Bắc. Sau đó là con cũng kiếm rất nhiều tiền, xong lấy chồng thì chồng mới lương, xong đi cúng bái cũng mất nhiều tiền. Xong cuộc sống thì thất bại. Thất bại thì ra chị đình nhà chồng, và chồng cũng ruồng bỏ. Thì tự nhiên một hôm đó thì có một chị ở trong tôi nói là nhà thờ Chí Hòa với cha Long cầu làm lễ lòng thương xót. Thì mẹ con ở đi khấn, thì con không biết hôm nay con đang đi cúng ở đền thứ 10. Thì con đang đi cúng ở đền thứ 10. Thì hôm nay con đi cúng rất lớn ở đền thứ 10, mỗi một lần cúng là 100 triệu. Tự nhiên mẹ con đi là đến nhà thờ Chí Hòa khấn, con không biết. Tự nhiên con hủy cái lễ ấy, xong mà mấy thầy mấy cậu bảo con là nếu mà mày đi thì không có một cái bánh mẹ ăn, thì con cứ ra đi sáng sau con mua vé máy bay ở sân bay Nghệ An, rồi mà con đi luôn vào đây gặp đúng một cái lễ cha làm, đấy là con đi lễ. Đi lễ từ đấy cho đi, tự nhiên con quay về Nam Định, xong mà con cứ về nhà thờ là nhà phụ sót, con khấn con nói là thôi con phải đi, con không bảo Nam Định nữa. Thế là con bỏ hết nghề nghiệp, cứ thứ năm nào con cũng phải đi lễ lòng thương xót ở trong nhà thờ. Thì khi đi đó thì con cũng thất bại, chẳng còn cái gì nữa. Thì ơn lớn nhất của con là ơn Chúa gọi con quay về với Chúa. Hôm nay con đến đây con tạ ơn con thì được nhiều ơn lắm ạ. Đến năm 12, đấy là năm 2012 là tự con đi luôn ở trong đấy. Mặc dù con làm quản lý lưới điện miền Bắc, nhưng mà con cứ vẫn xin, con cứ nghỉ mỗi tuần con đi vào trong đi lễ. Tuần nào con cũng đi, xong con cứ nói dối là con đi công việc này công việc nọ, kéo dài 6 tháng đến 1 năm. Cơ quan gọi con về để đình chỉ làm thì con cũng sẵn sàng con về. Con về con cũng làm đơn, con nghỉ không lương. Mặc dù con công tác được 12 năm rồi. Sau đó là năm 12 con vào đây, con đi lễ được khoảng độ lễ lòng thương xót khoảng độ 7 tháng thì cha không làm lễ nữa. Thì con vẫn cứ bao gia đình, xóm làng, người bạn bè, đồng nghiệp cứ nói con là dân tự nhiên, thì đi theo ai mà định tự theo cái người nào đàn ông nào chồng con như vậy để bỏ đi. Nhưng mà con cứ đi sống từ ngày đấy thì con vào. Ở đây con đầu tư một cái quán cà phê, con cũng bị thất bại. Thất bại thì ngày đó con vẫn còn đi xăm bói. Xong rồi con lại nghĩ lại con nói là chết rồi, bây giờ nghĩ lại ngày xưa đi lễ lòng thương xót, thì ta đến đây khấn nguyện ta từ bỏ hết những cúng bái đi rồi, mà sao bây giờ lại còn đi xăm bói nữa. Thế con thất bại mất đi hơn 100 triệu đi quán con đầu tư vào. Xong từ đấy đi là thôi, con ngày chiều nào con cũng đến nhà thờ, con khấn nguyện thì con từ bỏ hết. Thì tự nhiên là con có một công việc mới, con kinh doanh, con thành lập được công ty. Thì từ đấy trở đi là con có dần dần có mọi sự. Nhưng mà khi con quay về, con xin lỗi với gia đình, với chồng, với để con mang con vào cũng mục đích là để cho con được đi đến nhà thờ. Nhưng không ai chấp nhận, nói là đã đi là đi, thế là con về. Thì trong 4 năm vừa rồi cũng tạ ơn Chúa, con cũng có mọi sự, con cứ cầu nguyện sao mà con gặp được cha làm lễ lòng thương xót ở quận Gò Vấp. Thì đúng lúc con cũng mua nhà quận Gò Vấp, chị con cũng có được chỗ ăn chỗ ở. Sau đó con lấy được hai con vào thì cũng gian nan lắm. Con phải về, con lấy trộm con ở trường đi.
nhưng con cứ cầu nguyện một ký tác của Chúa là sẽ được mọi người, con này con thương thảo ngay kể cả bạn con là tiến sĩ các cơ quan thuyết phục mà không được chồng con ra giao con cho con mang ở trong miền Nam này 4 năm, con không biết đến nhà Chúa, không được đi lễ, nhưng con cứ một cứ nguyện như thế thì cách đây 2 năm con lấy được một cháu bé nào, xong rồi đến năm vừa rồi con lại lấy được tiếp tục đứa con lớn nữa vào đây để đi đến nhà Chúa. Một cái lễ đầu tiên là cách đây 3 tháng là được cháu được vào đây là đi lễ ở nhà thờ Trung Bắc lòng thương xót của cha. Con cũng cảm tạ ơn Chúa rất nhiều vì chỉ có Chúa mới làm được cho 2 đứa con của con, bởi vì con nghĩ là nếu có để cho con ở với chồng con là có vợ bé lại không có Chúa nữa thì mất phần linh hồn. Con thật tạ ơn Chúa là trong thời gian con bỏ Chúa 20 năm, con mới quay lại Chúa là năm 2012 thì con được tất cả mọi sự như ngày hôm nay. Chúng ta thấy nếu mà không tỉnh thức, không cầu nguyện, mình sẽ lại cứ xa Chúa trong dụng. 20 năm bỏ Chúa là mình không tỉnh thức, không cầu nguyện. Nhưng mà Chúa chưa có dùng các công thảm mà như cái lưới chụp xuống để bắt con này về trình diện. Nhưng giờ của lòng thương xót vẫn còn. Để cho cô bé 20 năm bỏ Chúa, một nửa đời người mà 40 tuổi mà 20 năm bỏ Chúa nửa đời người rồi. Cái lưới chưa chụp xuống vì lòng thương xót của Chúa vẫn còn quan dặn. Chứ cũng chụp cái lưới xuống để cho cô này còn tỉnh lại mà quay về. Và khi ta quay về rồi thì chị em cái giá phải trả. Cái gì cũng phải có cái giá trả. Thứ ma quỷ nó tìm một cách nó dịch lại. Mình không tỉnh thức, không cầu nguyện là nó lại dịch lại. Và rõ ràng cô đã dám bỏ cả 100 triệu đi cúng để ông mời một cái lễ mà cúng 100 triệu tiếp qua còn người đến đây thì mua tồn 100 triệu con cúng không là được 10 tạ gạo hay là 1 tấn gạo cho người nghèo rồi có phải sướng không, đúng không? Bao nhiêu người được hưởng nhờ mà con đi cúng như vậy có phải là lãng phí không cơ chứ, trời ơi! Tiếp quá thì thương chị em, mình thì như vậy, nhưng mà Chúa thì vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ nó. Chúa kiên nhẫn đợi chờ. Tiền của ta mình lấy mình xài bệnh vậy mà Chúa vẫn đợi chờ nó quay trở về. Rồi quay trở về cho nó là ăn lại được rồi, nó lại bắt đầu đi quay mỏi đi tiên. Nó lại bắt đầu ngựa quen đường cũ, nó đi ôm 10 kia, nó đi ôm 12 chắc. Thì lại được quay mỏi, và Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ. Lại chưa chụp cái lưới xuống, lại giờ của lòng thương xót cho nó tỉnh thức, nó quay trở lại và đưa hai đứa con đến để mà chăm sóc lo lắng phần hồn cho 2 đứa con của mình. Đấy là món quà quý nhất, 2 linh hồn đứa con của con, đó là món quà lớn nhất trong cái kỳ công để dứt khỏi bàn tay của ma quỷ. Một thế lực khủng khiếp, ma quỷ nó dùng bàn tay của con người, nó chống phá, nó cản lại những ai mà muốn đưa người khác đến với lòng thương xót Chúa. Nhưng Chúa nói không quyền lực nào chống được. Bằng chứng là hôm nay cô ấy đã quay trở về và đã tỉnh thức, đã tỉnh ngộ, đã tỉnh giấc, ra đi loan truyền lòng thương xót, bằng chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đi vào, hãy thắng đi. Các cô gái xanh này, hôm nay mấy cô xanh xanh đỏ đỏ nhiều quá, cô lên đây.